Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng khá là hay ở trên hệ điều hành Android. Thì cái ứng dụng này nó có thể giúp cho các bạn trả lời hoặc là từ chối một cuộc gọi nào đó bằng giọng nói, và chúng ta sẽ không cần phải thao tác ở trên màn hình. Cái này thì mình thấy khá là tiện trong những cái trường hợp, ví dụ như là khi các bạn đang lái xe, lái ô tô, hoặc là khi mà tay của các bạn đang bị dơ mà các bạn không tiện chạm vào màn hình á, thì chúng ta có thể sử dụng giọng nói để chúng ta điều khiển cái điện thoại của mình. Và bây giờ thì mình sẽ làm thử cho các bạn dễ hình dung nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái điện thoại ở bên tay phải này của mình, và mình sẽ gọi qua cái máy ở bên tay trái. Sau đó thì mình sẽ dùng giọng nói của mình để điều khiển cái máy ở bên tay trái nha, bởi vì mình đã cài phần mềm ở trên cái máy này chứ không phải cái máy bên phải nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi qua này. Và cái ví dụ đầu tiên thì mình sẽ làm với việc là nhận cuộc gọi. Rồi để nhận cuộc gọi thì mình sẽ nói là ok. Đó, các bạn thấy ngay lập tức nó sẽ nhận cuộc gọi. Rồi mình sẽ làm tiếp một cái ví dụ nữa nha. Cái ví dụ thứ hai thì mình sẽ làm với cái việc là từ chối cuộc gọi. Rồi để từ chối thì mình sẽ nói là no. Đấy, các bạn thấy không, ngay lập tức nó sẽ ngắt máy đi. Và bây giờ thì mình sẽ làm với cái ví dụ cuối cùng, đó là nhận cuộc gọi bằng loa ngoài. Để nhận bằng loa ngoài thì các bạn sẽ nói là hi. Rồi các bạn thấy ngay lập tức nó sẽ nhận cuộc gọi và nó sẽ mở loa ngoài, rất là điếc tai, thì mình sẽ tắt đi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cửa hàng Play. Sau đó thì các bạn tải về cho mình cái ứng dụng này, nó có tên là Bolo và đây là cái biểu tượng của nó này. Các bạn lưu ý nhé, nếu mà các bạn tìm theo cái từ khóa là Bolo á, thì nó sẽ không ra đâu. Cái này thì mình không rõ tại sao nữa. Do đó thì tí nữa mình sẽ để cái đường link tải bên dưới phần mô tả video nhé. Các bạn nhấn vào là chúng ta có thể tải được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cài đặt này. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở lên nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào nút Next ở bên dưới này, nhấn tiếp vào, nhấn vào Start này. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút Start màu vàng. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần cấp quyền, bật nó lên và chúng ta sẽ back ra. Các bạn sẽ nhấn tiếp vào cho phép này. Chúng ta sẽ cấp một vài quyền cho nó nha. Ok, bước cuối cùng thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục Bolo này, tích vào, nhấn vào cho phép và chúng ta sẽ back ra. Rồi các bạn sẽ nhấn vào ok. Bây giờ thì mình lưu ý với các bạn nha, cái phần mềm này hiện tại nó chưa hỗ trợ tiếng Việt bởi vì nó là một cái ứng dụng của nước ngoài. Do đó thì khi mà các bạn sử dụng những cái từ khóa, thiết lập những cái từ khóa để mà chúng ta điều khiển á, thì các bạn nên sử dụng những cái từ khóa bằng tiếng Anh. Chẳng hạn như là những từ khóa cũng đơn giản thôi, ví dụ như là yes, no, hi, hello hoặc là ok gì đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập này. Ở cái mục đầu tiên, answer này là cái mục để trả lời cuộc gọi. Thì bây giờ mình sẽ thiết lập cái từ khóa là ok nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đây, sau đó thì các bạn sẽ nói vào ok. Ok. Đó, các bạn sẽ nói vào 2 lần, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút màu xanh này. Rồi cái phần thứ hai là cái phần từ chối cuộc gọi, thì mình sẽ thiết lập cái từ khóa là no nhé. Mình sẽ nhấn vào đây để thiết lập này. No. No. Nó ra no này, mà chắc nó cũng hiểu thôi. Tí nữa mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi cái phần thứ ba, speaker, thì đây là cái phần nhận cuộc gọi bằng loa ngoài, thì mình sẽ thiết lập cái từ khóa là hi nhé. Hi. Hi. Hi, nó lại ra là hi. Cái này nó bị lộn bởi vì mình đang sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Việt ở trên cái máy của mình, do đó thì nó hay bị nhầm. Nếu mà các bạn thấy nó ra không đúng thì các bạn sẽ nhấn vào retry bên này để chúng ta thử lại nhé. Hi. Hi. Đấy, các bạn thấy không, nó nhầm với tiếng Việt. Mình sẽ đọc là hi cho nó chuẩn này. Hi. Hi. Nó vẫn ra là hi, nhưng mà nó vẫn hiểu cái giọng của mình. Rồi tí nữa mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Nhấn vào đây lưu lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thử nhé. Mình sẽ bắt đầu gọi qua này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm với cái việc là nhận cuộc gọi nha. Ok. Đó, các bạn thấy là nó vẫn hiểu cái tiếng của mình, cái ngôn ngữ của mình.
Rồi, nó đã nhận máy nha. Chúng ta sẽ làm với ví dụ thứ hai, đó là từ chối cuộc gọi. Ban nãy mình thiết lập là no đúng không? Đúng rồi, no. No. Rồi, ngay lập tức nó sẽ gác máy. Và cái ví dụ cuối cùng đó là nhận cuộc gọi bằng loa ngoài. Hồi nãy mình thiết lập là hi và nó ghi là hay đó. Hi. Rồi, nó vẫn hiểu và nó vẫn nhận cuộc gọi bằng loa ngoài như các bạn thấy này. Mình sẽ tắt đi nhé, nó vọng lại hơi bị ồn. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Các bạn có thể tải phần mềm này về và thử xem là nó hoạt động trên máy của mình có tốt hay không nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.